Một nhà hàng lầu kiểu Đài Loan ở thủ đô Bangkok của Thái Lan vừa mở cửa trở lại từ đầu tuần này sau khi chính phủ nước này nới lỏng các hạn chế. Để giữ an toàn cho khách hàng và nhân viên, nhà hàng đã cho lắp đặt các tấm chắn nhựa ngay chính giữa các bàn để duy trì khoảng cách giữa khách hàng. Chúng tôi cố gắng chỉ nhận khách đặt bàn trước, khi đó chúng tôi có thể trao đổi với khách hàng của mình trước khi họ đến về tình hình hiện nay và họ có thể phải ngồi tách nhau khi ăn. Ví dụ với bàn 4 chỗ trước đây, giờ đây chúng tôi chỉ cho phép 2 người ngồi, có tấm chắn và 2 người còn lại phải ngồi ở bàn khác. Nó khá kỳ quặc, ban đầu khi bước vào và thấy các tấm nhựa ở khắp nơi, tôi cảm thấy khá lạ, tuy nhiên đây là điều cần thiết chúng ta nên tuân thủ. Mới đầu mọi người có vẻ không quen, nhưng rồi sẽ thấy đây là điều bình thường. Trong khi đó, tại Hà Lan, một nhà hàng đã nảy ra ý tưởng về việc phục vụ bữa ăn ngoài trời theo phong cách sang trọng trong một cabin kính nhỏ vừa cho 2 đến 3 người. Nhân viên phục vụ sẽ đeo găng tay và tấm chắn mặt trong khi phục vụ khách. Họ cũng sử dụng một tấm ván dài để đưa đồ ăn vào cabin nhằm đảm bảo tiếp xúc vật lý tối thiểu với khách hàng. Mặc dù ý tưởng này mới chỉ được thử nghiệm cho gia đình và bạn bè của nhân viên nhà hàng, tuy nhiên nó đã nhận được sự ủng hộ của đông đảo các thực khách. Lần đầu tiên thấy nó trên mạng, tôi đã nghĩ, ồ, liệu điều này có được phép không? Bởi khách hàng sẽ ngồi gần nhau khi ăn, trong khi phải áp dụng quy tắc giãn cách 1,5m. Tuy nhiên, có vẻ như cách thức này khá an toàn. Các nhà hàng tại Hà Lan sẽ phải đóng cửa cho ít nhất đến ngày 19 tháng 5. Hiệp hội nhà hàng KHN của Hà Lan cho biết, ngay cả khi các nhà hàng được phép mở cửa trở lại với công suất hạn chế và đáp ứng đủ các yêu cầu an toàn, nhiều nhà hàng vẫn sẽ phải đối mặt với sự sụt giảm mạnh về doanh thu nếu các quy tắc giãn cách xã hội được duy trì.